Ừ. Em cầm cho anh coi, em cầm cầm cho anh cái này coi nè. Để sữa về cho em đi. Sữa hả? Sữa anh. Thôi đừng đừng có mang sữa, để cho em đi. Để cho em mang sữa ai vậy? Đây đầu đạc quần áo cho con, sữa bóng gì đấy cho em, để cho em đi về không để cho, hoặc là có mang thì mang một chút thôi, gọi là có tượng trưng rồi cho mang quần áo thôi, thôi sữa để lại cho em đó, đúng đó mang cho tiền đó, lấy mà quần áo đầu đạc thôi, đúng rồi, đừng có mang sữa đi, để cho mấy đứa nhỏ đi, thì lấy cái đèn học ra thôi, thôi đi về dưới cái bà mua. Về ông nội mua luôn hả? Sáng nhẹ, bữa đem đi mà lùm cùm. Đúng rồi, thôi để nhường cho em đi. Con nhường cho em đi. Thì sữa thì em uống rồi chứ ba con đâu có uống được. Thôi nó cũng giữ được mà. Cái gì con? Cái gì vậy? Sắt với mền với cái đồ này đúng không? Trời ơi, trong này cũng có sữa nữa nè. Để là cho em đi. Rửa bẩn thì để ra ngoài đâu có nó đâu. Chỉ là quần áo thôi, còn gì mà tập lum cái gì? Hai ba đó đựng gì? Dép với giày bịch mấy hai lớp. Cái nào mà em xài được thì con để lại cho em, đừng mang về nó nặng. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao, quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để lại ba đỡ phải mua, đỡ tốn tiền. Ở đây tới 4 đứa mà về nhà có một đứa thôi nó dễ hơn. Mấy đứa là dở rồi, 5-6 giờ tối cũng được nữa. Nói chung là bán dần đi không? Của anh giờ nào về rước về nấy à? Anh gửi đó là nhà trẻ hay là nhà tư nhân anh hả? Tư nhân hả? Vậy người ta cũng giúp đỡ mình đúng không? Người ta ở nhà cũng không có làm gì á. Dạ. Người ta giữ luôn. Thôi. Có việc gì đột xuất đi về quê hoặc là đi lấy dừa rồi ban đêm thì có thể gửi qua đêm luôn cũng được. Lâu lâu dắt mấy đứa về quê chơi, chắc gì chơi với chị rồi. Lo quê thôi. Đúng không? Còn gì nữa không con? Tôi tìm cho nó chi nhiều để lại lo cho mấy đứa nhỏ, về với cha mẹ lo được rồi. Gửi lại cha đi. Ông nội kia đưa tiền lại cho cha kìa. Không, để đưa tiền lại cho cha lo cho em. Cha đây còn mua sữa rồi. Ở đây 4 đứa cực lắm. Gửi lại cho cha không có lấy. Thôi con xài đi, mai cho con đó. Để dưới cũng muốn mua gì đó, mua. Ba thương gái rồi, quyết định của con á, vậy lấy ít thôi, còn như lấy lấy một nửa để cho vui. Hôm nay thấy anh Hận anh buồn đấy anh Hận. Con gái đi xa, con gái hả? Lâu nay cũng thương rồi, bây giờ xa cũng hơi buồn chút. Thôi nói chung là như em nói rồi đó, gọi là tạm thời chia ly để sau này chúng ta gắn kết nó bền vững ha, cho bé học đi thành tài đi, sau này nó sẽ thành công rồi nó sẽ phụ giúp cho con mấy đứa em bé thành công, là tương lai của bé được vững chắc là cảm thấy mừng rồi. Dạ. Yeah. Con cái thì cũng có hiếu lo cho ba mẹ cũng mừng, nhưng mà sẽ không nhận sự báo hiếu đâu, tại vì mình không muốn làm gánh nặng của con cái, mình muốn thay vì cái sự báo hiếu con nó dành cho mình thì nó sẽ dành cho con nó đi, là đời sau nó sẽ phát triển hơn,
Đâu anh nói vậy chứ nước nó chảy xuôi chứ nó không bao giờ nó chảy ngược hết. Con cái thì khi nào nó cũng báo hiếu cha mẹ à. Con cái là mình mình nói gì hết rồi. Không báo hiếu là bắt hiếu. Để cho nó lo cho con nó đi. Không, cái... Nó còn lo rồi chưa có con bây giờ lo cho ba mẹ rồi quay lại lo cho con. Ba còn sức khỏe ba tự lo được rồi. Đúng rồi, cho nó báo hiếu rồi chứ để nó mắc hiếu, hiểu không? Vậy báo hiếu từ sớm. Lo cho gia đình con cái được. Chứ nói chứ thấy đầu nhiều quá nè. Lo cho gia đình con cái tốt là đó là sự báo hiếu lớn nhất nè. Đúng rồi. Rồi bây giờ cũng sắp chia tay cha tạm thời rồi. Phương Anh thấy sao? Con thương cha không? Không có lo là cha ở đây có ổn không? Nói chung là anh Hận ơi, thì nói chung là cái câu chuyện của anh chia sẻ lên trong thời gian qua thì nó cũng có nhiều cái ý kiến trái chiều, nhiều cái quan điểm. Nhưng mà bây giờ thôi, chuyện gì nó qua thì nó đã qua. Cũng mong là anh cũng cố gắng là sống tốt, rồi cũng tạo điều kiện cho bé đi học là tốt rồi. Rồi bây giờ nuôi mấy đứa nhỏ nó sống thành tài. Nói chung là mọi người khán giả, người ta cũng luôn hứa là sẽ giúp cho bé Phương Anh đi học. Rồi các bé nhỏ thì khi nào cần sữa, cần gạo thì thật sự là có rất là nhiều khán giả trên kênh của em cũng nói như thế. Hết sữa, hết gạo thì sẵn sàng là hỗ trợ cho anh, cho các cháu uống sữa. Anh nhá, anh cứ yên tâm đi, đừng có lo lắng quá ha. Thì cũng cảm ơn các cô chú, anh chị, khán giả, cộng đồng mạng rất nhiều. Lúc trước thì cũng vợ mới đi thì cũng hụt hẳn. Nói chung là tâm lý là bị ảnh hưởng rất là nặng. Dạ. Suy giảm sức khỏe thì cũng không có đi lao động được. Thì các bé thì cũng thiếu hụt. Nhưng mà hiện giờ thì cũng có các mạnh thường quân chị Thảo bên Mỹ á, cho tiền mua chiếc xe. Dạ. Bây giờ cũng đi bán dừa cũng dần ổn định được, lo cho các bé rồi. Dạ. Mình cũng cảm ơn các chú anh chị, quý vị khán giả, cộng đồng mạng rất nhiều. Dạ. Với lại mình nói ở đây là nói lên để cho anh biết anh có động lực anh làm việc thôi, chứ không phải là em nói lên để anh nghỉ lại. Có nghĩa là có chị khán giả bên Mỹ, chị cũng nói với em á, là chị Hương Nguyễn á, và chị cũng có nói là bất cứ lúc nào em đi ngang mà em thấy anh Hận cùng mấy đứa nhóc đó, bốn thằng nhóc đó mà hết sữa hết gạo là alo cho chị sẵn sàng chị gửi sữa gửi gạo về. Đó là cái này nói để anh gọi là tiếp thêm động lực cho anh nhá, chứ không phải là mình nói để mình nghỉ lại anh ha. Anh cứ yên tâm đi. Thì cũng cảm ơn chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn này thì Hận cũng đi buôn bán được rồi, cũng có tiền để mua sữa cho các cháu này. Ý là khi nào mà không có đó, chứ không phải là chị kêu là chị mua về cho anh. Khi nào đi ngang mà thấy mấy đứa nhỏ đói khát là alo với chị đó, chị sẵn sàng chị gửi về, anh hiểu không? Nói chung là gì nè, là bà con cái quyền khán giả đồ là sẵn sàng giúp đỡ anh, đúng không? Với lại là anh cứ cái gì đó hạt hết là bà con đó nè, nói chung mà có gì nói đó, không có ngán, không sợ cái tính mình nóng rồi nói nóng, không nóng thì nói không nóng, đúng không? Mình cố gắng mình lo cho con đó, rồi bà con sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho anh. Đúng rồi, có khó khăn thì cứ nói ra. Nó tẹt ra luôn, không sợ hết á. Chẳng hạn như cô vợ cũng vậy đó, bỏ nó đi vậy, mốt mình đứng dậy mình nói đó tại tôi đó, tôi quá tay vậy vợ bỏ đi, nhưng mà vợ bỏ đi hay người khác rồi cũng là sai vậy đi. Nói chung là anh em giúp lý cho anh sơ sơ thôi, không mốt có gì mình nói cái đó đi đó. Rồi nói chung là bà con là sẵn sàng giúp đỡ anh á, có vậy luôn. Bé về quê này, về quê anh sẽ khó khăn hơn xíu nè đó, bà con nếu mà nói vậy kênh Quy Hùng, kênh của em gì đó, mấy anh em chẳng hạn là nói luôn biết luôn là bà con nhắn gửi gì á. Nhưng mà cái bà con nhắn gửi cho anh là cái gì phải hạt hết đi, nếu quẹt tẹt ra luôn mình đừng có quay lưng với khán giả ha. Người ta giúp mình rồi, đã giúp rồi là có cái ơn, đừng có quay lưng lại. Mà ví dụ như vậy có mình lấy anh như có nghĩa nè, mình lấy cái những cái người khác mình quay lại mình nói khải khải cho anh, nói cho anh biết, đúng không? Món mình cũng cảm ơn hết. Còn cái chuyện mà cho mình ai cho mình rồi quay lại lên gì kia thì mình cứ nói hạt không gì cũng không. Nói thiệt với khán giả cộng đồng mạng vậy luôn nè, là lúc trước giờ mình chỉ nói chung là bù đầu vào công việc xong rồi về ngã ra ngủ, không có thời gian để coi YouTube, và cũng không có biết là trước mình đã có những cái trường hợp nó giống như vậy luôn, là cũng chia ly rồi cũng đi tìm và được mạnh thường quân giúp đỡ, mình không hề biết những cái đó luôn. Thì sau này mình lên mình cũng nghe nói rồi vậy thôi, là nói chung là chạy xe bù đầu không có thời gian, lái xe đâu có thời gian đâu coi điện thoại, rồi tối về cái đầu ấy ngủ rồi, con đông mà động lực làm viết sửa cho bé uống. Không hề biết gì những cái tin tức gì trên YouTube hết đó, giờ mới chơi Facebook chứ cũng không có coi YouTube nữa. Ở Zalo Facebook thì có đó, rồi
Cũng lên nhờ anh Hải là để tìm mẹ các bé vậy, chăm sóc các bé thôi chứ mình vừa làm á thì mình vừa trông bé vậy là cũng không không sể. Thì cũng qua sự việc đó thì các mạnh thường quân cô chú anh chị chị khán giả cũng biết được, cũng thương các cháu. Trong thời gian đó cũng suy gặp tinh thần là không có lao động được, cũng nhờ giả sự giúp đỡ của các cô chú anh chị, mạnh thường quân cũng cảm ơn rất là nhiều. Sau này á mình làm, mình quyết tâm vươn lên thì siêng năng thì trời chắc không phụ, khấm khá lên thì cũng có được cái chức đỉnh nào đó, thì mình cũng giúp lại những hoàn cảnh khó khăn của mình thế này. Tại vì mình á trong lúc khó khăn mình đã nhận được cái sự giúp đỡ của các cô chú anh chị, của những khán giả cộng đồng mạng, thì mình cảm thấy mình rất là vui và có cái động lực để sống tiếp. Chứ nhiều khi thì nhảy nông cạn cũng lẽ bây giờ cả nhà đi tự bẩn chết hết, nhảy cầu uống thuốc thì vô rồi. Nhưng mà hồi xưa cũng có những cái sai của anh đúng không, sai nhiều lắm đúng không, bây giờ cái sai đó coi quá khứ đi đúng không? Chưa anh nói gì được chưa? Thì bây giờ gắng cố gắng để mà làm người tốt, không đúng rồi, làm thay đổi bản tính, thay đổi để cho nó thanh thản tâm hồn mà có cái động lực để làm ăn nuôi các bé. Rồi, nghe nói anh nói vậy nghe hay được, ghi nhận nha. Với lại khán giả người ta cũng rất là mong muốn anh nói là một chuyện, với thứ hai là cái quan trọng nhất là mình thực hành, đó là ok là tốt rồi, chứ còn ai cũng có lỗi lầm hết á, chứ không ai mà không có lỗi lầm hết. Thì ở đây á anh em cũng nẹn Bình Dương đó là đâu, tôi đi là anh em xuống đây là nghe hết ghi nhận, thì sau này anh em ví dụ như em có khó khăn gì cứ nói anh em tiếng không sao đâu ha. Rồi cảm ơn anh em. Tôi thích điện trực tiếp á, anh cứ thích gì điện tôi không sao hết á, nhưng mà điều cái là tôi nói trước anh biết cái nào và cái đó hoàn sự thật là sự thật ha. Mình cứ còn quá khứ của mình là bỏ qua bên đó, thì nói với anh luôn là mình con cái để cho nó báo hiếu. Bây giờ mình vậy á, mốt ví dụ như anh lo cho con anh ngon lành đi, rồi lỡ mà anh có xin anh chạy sao quay về chở ông bà già đi ăn bánh canh cái thôi. Rồi đi anh Hạnh ha, rồi anh chào khán giả các anh. Rồi về dưới luôn nha, để cảm ơn các quý vị khán giả cộng đồng mạng rất là nhiều. Rồi xin chào quý vị khán giả cộng đồng mạng. Dạ rồi, ông nội có lời nào nhắn gửi tới con trai không? Rồi đứng lên nhắn gửi con trai luôn. Dạ vậy, cha rước phụ anh về nuôi chứ, rồi còn mấy đứa trên này ở với con á, thì ví dụ có khó khăn gì cho cha hay. Rồi như thế nào đó rồi cha tạo điều kiện giúp đỡ con rồi săn sóc với đứa cháu của cha. Giờ trước tiên thì cho đưa Phượng Anh về để cho nó học hành, còn mấy đứa này còn nhỏ, sau này thì có điều kiện là rất giá khó khăn mà thấy dụ cuộc sống ở đây là không nổi nó thì về quê, thì cha mẹ thì đâu có bỏ con đâu, có ra không ra có cháu không cháu, làm sao thì nát vỡ cũng còn bờ che. Cha thương con cháu rồi, cha nói vậy thì con cảm ơn cha, thay mặt các cháu cảm ơn cha. Nhưng mà con của cha thì cũng sức khỏe cũng rất tốt, cha yên tâm đi con. Hy vọng là tốt đúng không? Rồi, hai cha con ôm nhau một cái cho nó tình cảm nào. Lâu ngày xa cách chú. Ráng ở đây nuôi con còn đi. Giống người nhỏ, giống người nhỏ. Nói chung là có khó khăn gì phát sinh thêm thì cứ liên hệ với cha mẹ đúng không? Sẵn sàng giúp đỡ. Đây. Đây. Giờ anh đi về. Thôi cố gắng anh ha. Cố gắng thôi. Mấy cái bao này bỏ xe Nguyên Hòa Hồng Hoang, cần một cái xe đạp để anh kia. Xe đạp bỏ lên xe kia, mấy cái bao này bỏ xe ô tô sau. Còn quên gì không? Ngó ngoài đồ đạc còn quên gì không anh em? Đi đi, Kinh Phủ nhập. Kinh Phủ cái bao đây. Kinh Phủ anh Hận cái bao kìa. Anh em. Đây anh Kinh đi, anh Tỉnh còn ảnh chứ. Nhật gì vậy? Nhật đi ra Kinh Phủ cái bao đó, cái bố à. Lòng lớn Kinh Phụ ông bố à. Đúng rồi, Kinh Phụ ông nhau ông nội á. Thì hôm nay Huy Hùng cũng nhờ mấy anh em bên cứu nạn Bình Dương qua cũng người hỗ trợ cho. Nói chung mà ai cũng hỏi vòng vòng sớm rồi. Nói vợ với ảnh cũng hay cự cãi. Nói chung là nắm tính cái thôi. Cái chuyện mà gia đình cự cãi này nó chuyện đương nhiên thôi. Thôi nhưng mà vậy nghe hồi sớm cũng nghe. Nói chung mà tự cự chứ con cái không lo, bỏ đi sao được. Đúng không anh Hẳn? Nếu anh mà bỏ đi chỗ đó là tiêu anh liền. Mà có cái thông tin gì của vợ anh Hận thì nhớ báo nha. Có rồi, có thông tin rồi, nhưng mà để coi ảnh sao nữa. Được không? Báo bao riêng chứ không?
đây bỏ đây này. Đó, anh em cũng đi xe đưa giúp đón bé. Xe cứu nạn, cứu nạn, cứu nạn Bình Dương. Xe này là bà con mà bên khu vực Bình Dương mà cần cứu nạn là gọi điện đúng không? Thành phố Tân Nguyên. Thành phố Tân Nguyên. Thành phố Tân Nguyên hả? Đúng rồi. Này thì nói chung mà em học từ thành phố nhưng mà sau anh làm YouTube cũng có thu nhập đó, là giúp bà con. À, hỗ trợ bà con đúng không? Bỏ xe đạp lên xe cứu nạn luôn. Ok. Đó, hôm nay Huy Hùng cũng nhờ mấy anh em bên cứu nạn này đi coi giúp Huy Hùng này đỡ chiếc mồ côi xử lý cái việc này cho nó tốt đẹp. Được mà, thoải mái. Có xe bán tải mà có chạy qua đi được. Hỗ trợ miễn phí. Chú lên xe chú. Đó. Anh mình chú lên xe. Anh thẳng đâu ta? Anh hỏi rồi. Anh chia ta con gái rồi. Anh, của anh ơi, xuống xuống chào cha cái đó. Chào cha cái con. Xuống chào cha cái. Xuống chào cha cái đó con. Ôm cha thân thương cái đi. Xuống xe. Xuống xe. Cha các cho nó tình cảm đi. Đâu giờ cái con phải chào cha cái ngon lành. Không. Rồi lớn lên. Ừ. Rồi. Mốt học cho học hành cho ngon lành nha không? Giỏi không? Về ngoan nghe, lời ông bà nha. Cô chú rồi ráng làm rồi chơi bờ nha. Không khỏi đi tới luôn. Đi đây đi qua đây được nè. Rồi anh em cũng luôn hả? Rồi thẳng cũng được. Đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Quay đầu cũng được. Đi thẳng luôn. Ông thấy hai đi thẳng luôn. Thẳng luôn thì nó dễ hơn. Bây giờ rồi anh em cũng về luôn anh nhá. Thẳng là quẹo qua đây, bằng cờ cũng quay rồi. Rồi. Anh em mình cũng đi về thôi. Đó thì sẽ tạm thời là sẽ đưa bé Phương Anh về nhà an toàn. Đó, nói chung là trước mắt thì bây giờ bắt đầu lên xe rồi đưa bé Phương Anh về nhà. Nói chung là hôm nay anh em cũng cố gắng, nói chung là nghe ông nội lên thì anh em cũng hỗ trợ thôi, chứ còn cái đó là cái chuyện của gia đình thì anh em mình cũng hỗ trợ một chút xíu ha. Rồi cũng cảm ơn quý vị các bạn đã đón theo dõi video ngày hôm nay. Rồi. Xin kính chào quý vị các bạn và xin hẹn gặp lại cái video một lát nữa. Anh em mình cũng có quay một cái video là cập nhật bé Phương Anh cho bé trò chuyện chia sẻ chút xíu, xem có cái điều gì nó còn uẩn khúc trong cái câu chuyện này không. Thì lát anh em mình sẽ quay cái đoạn đó và chia sẻ với quý vị các bạn. Theo như mình nghĩ thì chắc chắn nó sẽ còn nhiều điều mà nó còn uẩn khúc, thì cũng chia sẻ lên một lần để cho biết, để xem có điều gì nữa không. Thì bây giờ bé Phương Anh đã về với vòng tay của bà nội rồi đó. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để được đón theo dõi những video một cách nhanh nhất và sớm nhất của Huy Hùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bé Phương Anh đây. Đó, Minh Anh. Ông nội đâu? Ông nội đây. Đó, ông nội sẽ trực tiếp là người đưa bé Phương Anh về. Đó. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Chào anh đang lái xe. Rồi, bye bye mọi người.